Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang đến rất gần. Những ngày này tại các địa phương trong toàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng về sự kiện trọng đại của đất nước. Ghi nhận nhanh tại huyện vùng cao Bắc Hà về không khí chào mừng đại hội. Trưng bày hoa, cây cảnh, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên khắp các tuyến phố đến hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đã tạo nên không khí sôi động tại huyện vùng cao Bắc Hà, hướng về đại hội lần thứ 13 của Đảng. Các cái hoạt động chỉnh trang đô thị về mặt cây xanh và lễ hoa đường phố thì trong thời gian vừa qua là đã thực hiện được một số nội dung như là trang trí đèn LED ở trên các cái cây hoa đường phố và trồng hoa ở những cái tuyến đường trục chính và chỉnh trang những cái tiểu cảnh, bổ sung tiểu cảnh ở cái công viên, những cái vị trí đông người, tập trung đông người và vị trí trọng điểm ở trên tuyến phố. Với mục tiêu tạo khí thế sôi động, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng Đại hội 13 của Đảng, huyện Bắc Hà sớm xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc, đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó tuyên truyền về thành tựu nổi bật của đất nước sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội khóa 12, những mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Thường trực huyện ủy, ban thường vụ đã chỉ đạo, đặc biệt là ban tuyên giáo huyện ủy đã có tham mưu và có các hoạt động tuyên truyền, trước tiên là về các cái pano khẩu hiệu, rồi đến tuyên truyền thông qua các cái hội nghị về cái đại hội Đảng 13 của Đảng. Và tới đây thì chúng tôi tiếp tục theo dõi và sẽ ngay sau cái kết thúc cái đại hội này thì sẽ có một cái hội nghị thì toàn bộ các chi đảng bộ, bí thư các chi đảng bộ cơ sở của toàn huyện sẽ mời gặp mặt và thông tin tình hình kinh tế xã hội cũng như là cái kết quả đại hội Đảng. Tại các xã thị trấn, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường gắn với các hoạt động thiết thực như làm cho đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp hơn, phát động làm đường giao thông về thôn bản khó khăn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân cũng được tổ chức. Công tác tuyên truyền không chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm huyện mà trải rộng đến các xã, thôn bản, khu dân cư, tạo sự đồng thuận cũng như niềm tin kỳ vọng của người dân hướng về Đảng. Là một người dân của địa phương Bắc Hà thì đối với không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc thì em thấy rằng là không khí rất là sôi nổi. Thế và ở đây thì cái công tác mà trang trí khánh tiết cũng như là cái công tác chuẩn bị cho đại hội và treo cờ hoa đường phố thì cũng xanh sạch đẹp hơn, người dân thì cũng nô nức và phấn khởi hơn. Những hoạt động thiết thực ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đang hướng đến thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm thực hiện quyết định số 281, toàn huyện đã có tổng số gần 52.000 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 274 lượt dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập và 679 thôn bản đạt danh hiệu cộng đồng thôn bản học tập. 100% các cơ quan đơn vị thuộc xã quản lý đạt danh hiệu đơn vị học tập. Có thể thấy việc triển khai thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ đã nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học kỹ thuật, xây dựng xã hội học tập suốt đời ở tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân và khẳng định sự đóng góp to lớn của phong trào đối với sự nghiệp giáo dục của huyện. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, 5 năm qua cấp ủy chính quyền các cấp huyện Văn Bàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có kế hoạch triển khai theo từng năm và cả giai đoạn. Đến nay toàn huyện có 343 ban khuyến học, 195 chi hội, hơn 18.900 hội viên, chiếm 90,5% dân số toàn huyện. Kết quả xây dựng các mô hình học tập từ 2016 đến năm 2020, số gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tăng từ 30 đến 50%. Thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Bàn đã duy trì vững chắc kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục xóa mù chữ ở 22 xã thị trấn. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, hệ thống trung tâm học tập cộng đồng được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng phối hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn thể xã Xuân Quang tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Tiện, thôn Làng Lân, xã Xuân Quang. Chị Nguyễn Thị Tiện là hội viên Hội Phụ nữ xã Xuân Quang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang ở với mẹ già, công việc không ổn định. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà mái ấm tình thương dành cho gia đình chị Tiện đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích 50m², mái lập tôn, tổng kinh phí xây dựng gần 90 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, chi hội phụ nữ thôn, ban ngành đoàn thể ủng hộ 20 ngày công, còn lại là vốn của gia đình và người thân giúp đỡ. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, ủng hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian qua, phong trào tuổi trẻ Ba Sát chung tay xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường, đa dạng hóa các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên, giúp đỡ hộ thanh niên thoát nghèo, nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn, xung kích trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn giai đoạn 2016-2020. Các cơ sở đoàn tham gia 700 ngày công lao động giúp đỡ nhân dân trồng, chăm sóc cây vụ đông, cây chè, giúp nhân dân che chắn chuồng trại gia súc vào mùa đông, đổ trên 20 km đường bê tông nông thôn, đường liên gia, liên thôn, đường làng ngõ xóm, tổ chức huy động được hơn 800 lượt thanh niên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, huyện Bảo Thắng trồng 1.650 hectare rừng. Thời điểm này, cây giống lâm nghiệp đủ tiêu chuẩn kích thước cho sản xuất kinh doanh đã được chuẩn bị đầy đủ. Các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp cũng đang xuất cây giống ra ngoài thị trường để phục vụ trồng rừng trước và sau Tết Nguyên đán. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống nông lâm nghiệp Tiến Thành đang xuất ra thị trường 2 vạn cây quế cho 3 khách hàng trong và ngoài tỉnh. Là người trồng rừng nhiều năm, ông Trần Quốc Dũng, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai nhận thấy thị trường cây giống ở Bảo Thắng khá dồi dào, chất lượng tốt. Những cái mỗi mùa nó có khác nhau, thế nhưng cái cây nào đẹp là tôi lấy, còn giá cái này tôi cũng không quan tâm lắm, cái quan điểm của tôi là như thế. Cho nên là đây, như này là mắt thấy tay nghe tay sờ nên là đẹp. Có thế còn nếu mà ai mua như nào thì quan điểm vẫn là, còn cái kinh nghiệm trồng thì thực ra mà nói là tôi cũng rất là trồng đơn giản, bởi vì nó cơ bản vẫn là cái cây giống mình ban đầu. Tức là người ta làm được cái khâu ban đầu nó tốt thì cái chất lượng cây nó khi lên rồi nó đảm bảo. Có thế thôi, bởi vì cái bộ rễ của nó quan trọng lắm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống nông lâm nghiệp Tiến Thành, xã Sơn Hải là một trong những cơ sở sản xuất giống lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm xuất bán trên 5 triệu cây giống các loại, trong đó 70% là quế, còn lại là sa mộc, mã vĩ, keo, mỡ, bối thuốc và hoa hồi. Thời điểm này, công ty cũng chuẩn bị 2 vạn cây, phục vụ nhu cầu trồng cây trước và sau Tết Nguyên đán 2021. Để có cái chất lượng cây giống tốt ra thị trường thì cái thứ nhất là hạt giống. Cái thứ hai là về chất lượng, ví dụ như là nhiều yếu tố khác, ví dụ như là đất, rồi phân bón, rồi kỹ thuật. Thì trong đó, trong một để ra một cái cây giống như thế này thì quy trình như thế này thì nó phải có từ một năm, thì mới được cái cây giống từ 35 đến 40 phân như thế này. Năm 2021, huyện Bảo Thắng đặt ra chỉ tiêu trồng rừng là 1.650 hectare. Cây giống phục vụ cho trồng cây trên diện tích này hiện đã đảm bảo. Hiện nay trên địa bàn huyện là có 32 cơ sở lớn nhỏ sản xuất cây giống với năng suất là trên 16 triệu cây trên năm. Năm 2020 là các cơ sở cũng đã sản xuất và xuất bán trên 9 triệu cây. Và hiện nay là còn đang tồn là 7 triệu cây. Như vậy là cái nhu cầu để mà cung cấp giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Thắng là chúng tôi đảm bảo và còn có khả năng còn cung cấp cho ngoài địa bàn huyện. Để đảm bảo chất lượng cây giống ra thị trường cùng với tăng cường công tác kiểm tra giám sát, huyện Bảo Thắng cũng quan tâm đến công tác hỗ trợ kỹ thuật cho người sản xuất thông qua các hội nghị tập huấn, hội thảo đầu bờ, chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất cho bà con nông dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.